Bên con sông Sa Đéc hiền hòa này là ngôi chợ cùng tên có tuổi đời xấp xỉ với lịch sử hình thành tỉnh lỵ Sa Đéc. Trong những ngày cuối của tháng Chạp, SBTN đã có dịp gặp gỡ lại bà Bé, người đàn bà bán trầu cao đã mấy mươi năm rồi tại chợ Sa Đéc. Giờ đây, tục ăn trầu mai một, trầu cao chỉ còn dành để mâm lễ cưới hỏi và trong các nghi thức cúng bái ở các lễ hội tín ngưỡng dân gian đình miếu. Bàn thờ gia tiên trong mỗi gia đình Việt ở vùng quê dịp giỗ Tết cũng còn giữ được dĩa trầu cao. Cũng như một ngày cô bán được 5 quỳ vậy đó. 5 quỳ như vậy nè. Thì nhiều nhiều nè con. Rồi người ta đặt đám cưới đồ này kia đó cô làm. Sao ngon là cũng như nó vậy như vậy là nói ngon nè con. Còn già thì nó nói là cao già mình trẻ xuống không được là già. Còn trầu thì người ta trồng nó leo lên rồi người ta hái xuống cho mình bán đó con. Ta đếm mà cho mình. Ví dụ con cần là con điện là mới có liền. Chiều chiều ngửa mặt lên trời ngó bầy cò trắng bay về nơi đâu, ngập ngừng tay sách buồn cao muốn về quê ngoại biết đâu mà về. Những câu rao dạo đầu của bài tân cổ Buồn cao quê ngoại của soạn giả Thu An ắt hẳn vẫn còn động trong nỗi nhớ của nhiều người miền Nam tuổi trung niên. Bà Bé nói rằng ăn một miếng trầu gồm có cao, lá trầu không, thuốc xỉa, vôi. Khi ăn cao được nhai dập mới cho trầu vào và sau cùng là lấy thuốc xỉa quệt thêm ít vôi sẽ cho vị cay thơm. Người ăn trầu thường lấy tay quệt ngang miệng khi ăn, lâu dần tạo thành nét môi cắn chỉ mà người ta vẫn thường nghe nhắc đến. Mấy năm trước thì nhiều mà bây giờ là nó giảm bớt rồi. Trẻ như cô giờ đâu có ăn trầu con. Mấy người già còn lợi mới ăn trầu. Với lại bây giờ người ta cúng, với lại người ta đám cưới đó, người ta đặt mình làm. Hay là lễ cúng bà đồ này kia đó. Bớt ta cúng ra treo cái cao đỏ đó. Treo một trước cửa nhà. Cái nghề trầu cao này là cũng là truyền thống ngày xưa ông bà của mình để lại đó. Trầu cao này nè, vừa cái giờ người ta nhớ lại cái sự tích gì đó. Ngày rằm mồng một hoặc các ngày lễ Tết trong những dịp lễ ăn hỏi cưới xin của các gia đình Việt Nam vẫn không thể thiếu miếng trầu quả cao trên bàn thờ tổ tiên. Và trầu cao đối với thế hệ trẻ hôm nay chỉ là những câu chuyện cổ tích, là những gì thuộc về ông bà, về nét đẹp xưa cũ của một thời đã qua. Nhưng đối với nhiều người, đó là cả một đời gắn bó, là nguồn sống, là cái nghề mà đến tận lúc suy tàn, ít nhiều người ta vẫn ra sức bám trụ giữ gìn để khỏi mai một vì cái tình trầu duyên cao vẫn còn thắm mãi. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Sa Đéc.